chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay chỗ mình ở đó là, bữa nay là ngày 27, thì còn 10 ngày nữa Tết. Bây giờ mình sẽ chạy xuống cái khu mà Việt Nam của mình tổ chức chợ các bạn, chợ Hồng Kông ở Camp Ferry á. Mình quay cho các bạn xem nha. Ở dưới đó là giống như là năm nào Tết á các bạn, người ta cũng tổ chức trước khi Tết 1-2 tuần là sẽ tới Tết á các bạn. Tại vì ở đây á, mọi người đi làm thì ai cũng không có được nghỉ ngày thường hết trơn á, người ta chỉ nghỉ được ngày weekend thôi. Cho nên ở đây Tết là chỉ được đi chơi ngày cuối tuần thôi. Bây giờ mình sẽ chạy xuống dưới đó mình quay người Việt của mình ăn Tết như thế nào cho các bạn xem nha. Rồi đây nè các bạn ơi, mình đã đậu xe và mình tới phạt kinh rồi, mình đi vô bên trong nha. Các bạn thấy xe nè. Ở đây tổ chức thì thường thường người ta nấu ở bên trong, người ta bán ở bên trong chứ ở ngoài lạnh lắm rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô bên trong, mình quay cho các bạn xem nha. Vàng quá trời vàng luôn. À, đồ ăn nè. Đồ ăn ngon quá. Bánh xèo đủ thứ hết. Quá trời đồ ăn ngon các bạn ơi. Cái này các bạn đi làm móng tay á, đi về trễ không có sợ đói, vô đây đồ ăn quá chừng luôn, thơm hết sức thơm. Qua đây cũng đồ ăn nữa rồi. Con thịt lụi này nè. Ê, chị ghé lên lấy không? Chị em số kinh nghiệm đó. Ôi vậy hả? Một cây khế. Gặp người quen nè các bạn. Quay vô thứ hai gì? Happy New Year chị nha. Dạ, dạ cảm ơn dạ. Và đón thêm ơi. Để lấy group pizza ở đây corner. Đây hò rất là nhiều luôn. Bóng đẹp quá trời luôn. Đây có đủ tầm sưng luôn nè các bạn ơi. Ở trong đây bông rất là nhiều luôn. Đi xuống đây đi chợ mua bông cúc luôn nha các bạn. 188 cho một chậu. Rất là nhiều luôn. Quá trời, bữa nay bông nhiều luôn. Đi đâu đi xuống đây đâu ơi. Quá trời đẹp luôn ha các bạn ha. Tại vì ở ngoài thường thường đó là Tết đó, nó hơi lạnh các bạn, cho nên là người ta tổ chức đó là người ta để mé bên trong này không nha. Ở sao thấy nó quen quá vậy ta. Đi tắt. Quá sao đẹp luôn. Rồi qua mé bên này nè các bạn ơi, áo dài rất là đẹp luôn. Giờ đây đi chơi Tết thì mua áo dài, áo bà ba gì cũng có luôn nha các bạn. Chị mất dài để nằm trong chợ Hồng Kông luôn, đẹp quá trời luôn. Mình quay vòng vòng một chút xíu nữa, mình đi ra mình về mình sẽ mua thịt nướng cho con mình nha các bạn. Con mình nó rất là mê thịt nướng ở đây, nhưng mà nó lớn rồi nó không có thích đi nữa. Mình nhớ nè, đây thịt nè. Quá trời thịt luôn nè. Đây là thịt mê chui đây. Trời ơi, ai đẹp, chị mẹ hay là con? Hai người đẹp luôn. Trời ơi, nói cái gì quá.
Rồi đi chơi xong đi mua vàng luôn các bạn. Đẹp quá chừng luôn nè. Wow, coi nè. Cái này mà phải vàng thiệt luôn là nhiều tiền lắm đó các bạn. À, cái áo bông mà màu vàng trước mặt mình nữa các bạn. Cái size này là cái size của mẹ mình. Nó rất là đẹp luôn. Thì mình xem giá cái này là cho 59 đồng nha các bạn. Cái áo này 59 đồng. Rồi. Một cái nhiêu vậy em? Dạ, một cái 10 đồng. Lấy cho chị một cái chị ăn thử coi. Dạ. Thấy thôi mà chưa ăn. Bánh tráng nướng Đà Lạt qua đây thành Đà Lạt. Ok. Bánh tráng nướng này một cái 10 đồng nha các bạn. Còn hột vịt tươi nướng 3 đồng. Bánh kẹp một cái 5 đồng. Mình sẽ lấy hai cái bánh kẹp với lại một cái bánh tráng nướng với một cái trứng gà nướng mình ăn thử. Rồi mua đồ ăn xong bây giờ mình sẽ quay múa lân ở Mỹ nha các bạn. Quá chừng đông luôn à, chen chân không lọt luôn á. Sẵn dịp năm mới, năm 2024, mình xin mến chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn, các em một năm mới có nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin hẹn gặp lại clip next time. Thank you, bye bye.